Xin chào anh em, chào mừng anh em quay trở lại với Hai Đế Tộc. Trong khoảng thời gian cùng nhau khám phá về Yggdrasil và Tân Thế Giới, tôi nhận thấy anh em có rất nhiều câu hỏi về tác phẩm, ví dụ như ai là người đã đưa các player đến Tân Thế Giới. Nếu ông nào là fan cứng của Overlord thì chắc cũng biết, đây là câu hỏi khó quá bỏ qua. Đến tận bây giờ, điều duy nhất chúng ta dám chắc chắn là Ains không phải là player duy nhất được dịch chuyển đến thế giới này. Vậy những player còn lại đã làm gì và đã đi đâu rồi? Không lòng vòng nữa, hôm nay chúng ta hãy cùng tìm hiểu những người đầu tiên đã đến Tân Thế Giới cũng như tác động mạnh mẽ của họ đến thế giới này nhé. Nhóm player bị dịch chuyển được biết đến đầu tiên tại Tân Thế Giới là Lục Đại Thần, tên tiếng Anh là Six Great Gods. Họ được xem là những vị thần và được Pháp Quốc Slane thờ phụng. Theo nhiều nguồn tin đáng tin cậy, Lục Đại Thần đặt chân đến thế giới này vào 600 năm trước. Chưa có ghi chép về player nào đến trước họ, cũng có thể đã có player đến trước nhưng không để lại dấu ấn nào. Nên Lục Đại Thần vẫn được mọi người công nhận là nhóm player đầu tiên. Lục Đại Thần xuất hiện lúc con người sắp bị tuyệt chủng trước sự đe dọa của các giống loài mạnh mẽ. Khác với các bộ Isekai bình thường, khi loài người luôn chiếm vị trí trên hầu hết bản đồ thế giới, mặc cho các loài khác có sức mạnh to lớn hơn, thì ở Overlord lại ngược lại. Với sức mạnh nhỏ bé của mình, con người không thể chống lại các loài mạnh mẽ hơn, và vì thế họ dần trên bờ tuyệt chủng. Và thời điểm đó, Lục Đại Thần đã mang đến ma thuật cấp bậc, hay còn gọi là Tier Magic và giúp đỡ loài người. Dưới sự bảo hộ của họ, loài người bắt đầu phát triển, con người ngưỡng mộ sức mạnh của Lục Đại Thần và bắt đầu tôn thờ họ. Cho đến ngày nay, rất nhiều cư dân của Tân Thế Giới vẫn xem Lục Đại Thần như những vị thần và luôn dành sự tôn kính trước sức mạnh vĩ đại của họ. Cha anh em cũng đoán được Pháp Quốc Slane là nơi Lục Đại Thần có sức ảnh hưởng nhất. Đây cũng được xem là quốc gia con người mạnh nhất trong khu vực. Vẫn có một số nước khác thờ Lục Đại Thần, nhưng thay vì 6 người họ chỉ thờ 4 người và gọi là Tứ Đại Thần. Pháp Quốc Slane có 6 tôn giáo, mỗi giáo phái lại có một kinh thánh riêng, mỗi kinh thánh có một vị thần cùng các màu sắc tương ứng. Thường các giáo phái sẽ hoạt động riêng, nhưng khi cần thiết thì họ sẽ hợp tác với nhau. Sức mạnh của Pháp Quốc Slane phần lớn đến từ những di sản Lục Đại Thần để lại, gồm các vật phẩm Yggdrasil như tinh thể niêm phong hay còn gọi là Sealing Crystal đã được sử dụng bởi Hắc Thánh Kinh và các kinh thánh khác. Lục Đại Thần còn để lại một vật phẩm thế giới cực bá tên là Nghiêng Nước Nghiêng Thành. Đây là vật phẩm có thể kiểm soát tâm trí người khác. Nó có tác dụng lên cả những người có kháng phép kiểm soát tinh thần tuyệt đối. Chính vật phẩm này đã kiểm soát tâm trí của Shaltir trong Volume 3, nhưng vì người sử dụng chưa kịp ra mệnh lệnh thì đã bị Shaltir giết, nên cô rơi vào tình trạng bất động chờ lệnh. Anh em có thể thấy Nghiêng Nước Nghiêng Thành là một vật phẩm vô cùng nguy hiểm, tuy nhiên không có nghĩa là nó bất bại. Muốn khắc chế vật phẩm này, ta chỉ cần mang theo một vật phẩm thế giới khác bên mình là được. Bên cạnh đó, Nghiêng Nước Nghiêng Thành chỉ có thể kiểm soát một đối tượng trong một thời điểm. Dù có vài khuyết điểm nhưng không thể phủ nhận, Nghiêng Nước Nghiêng Thành xứng đáng nằm danh sách những vật phẩm quý nhất. Nhưng đó lại không phải là di sản đặc biệt nhất mà Lục Đại Thần để lại. 6 vị thần này đã cho thế giới một thứ vô cùng quan trọng, đó chính là hậu duệ của họ. Đây là những con người mang trong mình dòng máu các vị thần cùng sức mạnh vượt trội so với nhân loại tại Tân Thế Giới. Họ được gọi là Godkin. Các Godkin rất được coi trọng tại Pháp Quốc. Bọn họ được xem là con át chủ bài của đất nước này vì có sức mạnh và khả năng chiến đấu cực kỳ mạnh mẽ. Nhờ những Godkin mà Pháp Quốc Slane ngày càng phát triển. Tuy nhiên, cũng chính sự vượt trội này đã khiến Ains nghi ngờ rằng Lục Đại Thần vẫn đang ẩn nấp tại Pháp Quốc. Anh cho rằng Pháp Quốc đã nhận được sự trợ giúp của Lục Đại Thần nên con người ở đây mới tăng kinh nghiệm nhanh hơn bình thường. Anh cũng nghĩ Nazarick đang thua các player khác về sự chuẩn bị cũng như công nghệ đến vài trăm năm. Và đây là một trong những lý do Ains muốn tìm cách phát triển công nghệ vũ khí rune và cuộn giấy phép. Giới thiệu sơ như vậy cho anh em cũng nắm được những thông tin cơ bản về Lục Đại Thần đúng không nào? Giờ thì chúng ta hãy cùng đi tìm hiểu chi tiết về 6 vị thần này nào. Như tôi đã đề cập lúc nãy, Lục Đại Thần có 6 thành viên, mỗi thành viên tượng trưng cho một màu. Màu sắc các thánh kinh cũng dựa trên sự phân chia đó. Dù có 6 thần nhưng có tận 4 vị thần chưa được tác giả tiết lộ thông tin. Chúng ta chỉ biết màu sắc mà các vị thần đó đại diện, đó là thần lửa với yếu tố lửa, đỏ là màu đại diện. Thần nước với yếu tố nước cùng màu đại diện là xanh lam. Thần gió với yếu tố gió, màu đại diện là màu xanh lá cây. Cuối cùng là thần đất với yếu tố trái đất và màu nâu là màu đại diện. Hai vị thần còn lại được tác giả cung cấp nhiều thông tin hơn, đó là Ala Alaf, thần của sự sống với yếu tố ánh sáng của màu đại diện là trắng, và Shoshana, thần chết với yếu tố bóng tối của màu đen là màu đại diện. Chúng ta sẽ tìm hiểu về thần chết Shoshana, vị thần mạnh nhất và cũng là vị thần tồn tại lâu nhất trong Lục Đại Thần. Shoshana là một undead, vì vậy trong khi các đồng đội của ông lần lượt ra đi thì ông vẫn ở lại nơi đây. Shoshana cũng là người duy nhất trong 6 vị thần là người chơi thuộc chủng dị hình. Shoshana được coi là một vị thần tà ác và hầu hết các vị thần cấp dưới của ông cũng độc ác như vậy. Tuy nhiên theo các priest hay còn gọi là giáo sĩ linh mục của Pháp Quốc, ông không phải là loại người sẽ làm những hành động xấu xa mà không có lý do. Trong kinh sách của Pháp Quốc Slane, Shoshana được coi là kẻ mạnh nhất trong Lục Đại Thần vì không con người nào có thể thoát khỏi lưỡi hái của tử thần. Theo thánh kinh, ông có thể kiểm soát sự sợ hãi, cái chết và bệnh tật. Trang bị chính của Shoshana là cây trượng chưa biết tên. Cây trượng này được miêu tả là rất lấp lánh khi Shoshana cầm nó và lưỡi hái cũng chưa biết tên nốt. Theo những gì được viết trong kinh thánh, không con người nào có thể thoát khỏi lưỡi hái của Shoshana. Điều đó có nghĩa là ông có thể dùng lưỡi hái mình để giết chóc. Giống như Shoshana, Jesse Jesumei cũng có một chiếc lưỡi hái bên mình.
Anh em có thắc mắc tại sao người dân của Pháp Quốc lại tôn thờ một vị thần họ cho là tàn ác như vậy không? Câu trả lời cũng đơn giản thôi, đó là để giữ cho Shoshana không nổi giận. Gọi là tôn thờ nhưng nó giống như là lời cầu xin ông ta đừng sử dụng sức mạnh của mình để trừng phạt họ hơn. Trong web novel, Shoshana được miêu tả giống một bộ xương. Ông mặc một chiếc áo choàng đen phủ trên cơ thể to lớn và cầm cây trượng lấp lánh trong tay. Anh em nghe thói thích quen không? Đúng rồi, ngoại hình của vị thần chết này khá giống Ains, thậm chí một số hồng y của Thánh Quốc còn nghi ngờ Ains chính là Shoshana đầu thai. Tuy nhiên, họ đã nhanh chóng bác bỏ giả thuyết này vì Shoshana đã bị một nhóm người tiêu diệt. Họ chính là nhóm player thứ hai xuất hiện vào 500 năm trước, tức sau lục đại thần 100 năm. Nhóm player này được gọi là Eight Great Kings, dịch tiếng Việt là 8 vị vua tham lam hay còn gọi là Bát Dục Vương. Nhóm này gồm 7 nam 1 nữ chung một guild với nhau. Để bảo vệ con người trước Bát Dục Vương, Shoshana đã đứng ra chiến đấu. Theo web novel, thậm chí ông còn thỏa thuận đặc biệt với chúa tể dòng Bạch Kim trong việc chống lại Bát Dục Vương. Tuy nhiên, dù ở web novel hay light novel thì Shoshana đều bại dưới tay Bát Dục Vương. Trận chiến này đã mở ra một thời kỳ mới, thời kỳ thống trị thế giới của Bát Dục Vương. Cũng từ đây, sự căm hận của các Dragon Lord đối với người trời đã lên đến đỉnh điểm. Trước đây, các Dragon Lord xem player là thứ rác rưởi gây ô uế tần thế giới khi đem ma pháp cấp bậc đến đây. Giờ họ còn phải đối đầu với các player khó ăn như Bát Dục Vương. Với khát khao thống trị thế giới, Bát Dục Vương đã ra tay và gần như xóa sổ các Dragon Lord đến Cure Elim. Một Dragon Lord cực mạnh cũng phải e sợ nhóm này đến nỗi phải tự biến mình thành undead để nâng cao sức mạnh. Trong web novel, Bát Dục Vương sở hữu sức mạnh không tưởng khi có thể di chuyển núi và chia cắt biển. Phải cần đến 10 Dragon Lord mới đánh bại được một thành viên của Bát Dục Vương. Nói cách khác, chỉ cần đối phó với một Dục Vương đã là đòi hỏi rất nhiều True Dragon Lord, chứ không phải hàng pha ke như con rồng ở Vương quốc người lùn đâu nhá. Đến đây thì chắc mấy ông nghĩ chỉ cần tốn mấy chục Dragon Lord là đủ xóa sổ được băng này. Tuy nhiên vấn đề là chỉ để giết một Dục Vương thôi mà họ phải trả một cái giá quá đắt vì phải chịu gấp 10 lần thiệt hại do chính họ gây ra. Anh em tự nhân lên để biết muốn giết sạch 8 Dục Vương thì phải chịu bao nhiêu tổn thất nhá. Hơn nữa, ba Dục Vương còn sở hữu các vật phẩm trong Cash Shop, tức vật phẩm trả tiền, cho phép họ hồi sinh sau khi chết. Tất nhiên nó cũng có nhược điểm, những chiếc nhẫn hồi sinh của ba Dục Vương được cho là phiên bản thấp hơn so với những vật phẩm của Esogo. Hơn nữa, mỗi lần hồi sinh thì sức mạnh của ba Dục Vương sẽ giảm xuống. Giải thích đoạn này một chút cho anh em nào quên. Trong game Yggdrasil, mỗi lần hồi sinh thì người chơi sẽ bị giảm 5 level. Trường hợp của ba Dục Vương cũng tương tự như vậy. Mức phạt này không áp dụng với NPC anh em nhé. Ví dụ Shaltir chỉ cần vàng để hồi sinh và không bị giảm level, nên cô nàng Loli ma cà rồng này dù ở thế giới nào thì khi hồi sinh vẫn ở level 100. Chi tiết về đoạn 1 cân 10 và hồi sinh của Bát Dục Vương chỉ xuất hiện trên web novel thôi, còn ở light novel tác giả chưa đề cập nên là anh em nghe tham khảo thôi nhé. Nói nãy giờ cho anh em cũng biết Bát Dục Vương có sức mạnh rất khủng khiếp, về tác động của băng nhóm này lên tân thế giới như thế nào? Anh em hãy cùng tôi tìm hiểu sau đây. Có nhiều chủng loài có được thể chất mạnh mẽ và công nghệ tiên tiến nhưng chưa bao giờ chinh phục được lục địa bởi vì Bát Dục Vương. Những loài này đã cố gắng chấm dứt sự thống trị của Bát Dục Vương bằng cách chiến đấu với họ, nhưng đã thất bại hoàn toàn. Con người là một trong số ít những loài đã sống sót để kể lại câu chuyện sau khi chiến tranh kết thúc. Có thể nhiều anh em chưa biết, nếu không có Bát Dục Vương, loài người sẽ bị tuyệt chủng trước các giống loài mạnh mẽ hơn. Kết luận này được rút ra từ thực tế rằng Bát Dục Vương là những người truyền bá kiến thức và cách sử dụng phép thuật cấp bậc cũng như vật phẩm Yggdrasil. Phép thuật cấp bậc ban cho loài người một nguồn sức mạnh mới, từ đó tăng cơ hội sống sót của họ trước các dị hình tộc và á nhân. Đồng thời, hành động săn lùng và tiêu diệt các Dragon Lord của Bát Dục Vương cũng tạo ra cơ hội phát triển cho những chủng tộc yếu, bao gồm cả con người. Trong một số chuyện dân gian, người ta đã phóng đại những câu chuyện về Bát Dục Vương. Người ta gọi họ là những kẻ đánh cắp sức mạnh của Chúa và cai trị thế giới bằng quyền năng tuyệt đối, được miêu tả là cao hơn bầu trời với hình dáng của những con rồng và có thể sử dụng phép thuật bậc 10. Nhưng vì ảo ma Canada quá nên những câu chuyện này đã bị coi là dành cho trẻ con. Dù bị buff quá nhiều so với thực tế, nhưng tất nhiên, ta không thể xem thường sức mạnh của nhóm player này. Theo nhiều nguồn tin chính thống, Bát Dục Vương đã phá hủy nhiều quốc gia và thống trị thế giới với sức mạnh áp đảo. Các vật phẩm phép thuật có một phần không nhỏ làm nên sức mạnh của 8 player này. Bát Dục Vương sở hữu vô số vũ khí mạnh mẽ và chúng đã giúp họ chinh phục tần thế giới dễ dàng hơn. Đặc biệt, kho vật phẩm của họ còn có 8 vũ khí vĩ đại từng được sử dụng bởi các vị vua và cả vũ khí được cho là vũ khí guild. Ngoài ra, Bát Dục Vương còn sở hữu vật phẩm được Evil Eye gọi là Nameless Book of Spells, dịch tiếng Việt là sách thần chú vô danh, đánh giá bằng cả một quốc gia. Với giá trị của nó, có thể sách thần chú vô danh là một vật phẩm thế giới hoặc thứ gì đó giống với bách khoa toàn thư trò chơi. Theo Evil Eye, sách thần chú vô danh là vật phẩm ma pháp nắm giữ sức mạnh chưa từng được khám phá và chỉ có một số ít người như cô là biết về cuốn sách này. Người ta nói rằng tất cả phép thuật của tân thế giới đều được ghi trong đây, thậm chí những phép thuật vừa được sáng tạo cũng sẽ tự động sao chép vào. Sự hiện diện của sách thần chú vô danh cũng là một minh chứng về sự tồn tại của ma pháp bậc 10 huyền thoại. Theo web novel, cuốn sách ma thuật này đã ghi lại một số ma pháp còn hơn cả bậc 10. Những ma pháp này được gọi là ma pháp bậc 11 ở tân thế giới, còn ở Yggdrasil thì gọi là siêu cấp ma pháp. Lý do game gọi nó là siêu cấp ma pháp là vì nó có cách sử dụng và công dụng khác so với phép thuật thông thường. Evil Eye cho rằng chỉ có một ma pháp bậc 11 được ghi lại,
trong sách Thần Chú Vô Danh, trong khi còn nhiều ma pháp bậc 11 khác. Điều đó có nghĩa là một số siêu cấp ma pháp đã không được ghi trong cuốn sách. Nhờ sở hữu cuốn sách này, Bát Dục Vương đã có lợi thế vô cùng lớn khi đối đầu với các thế lực khác. Như anh em đã biết, trong một cuộc chiến, càng nắm nhiều thông tin của đối thủ thì tỷ lệ thắng càng tăng. Chẳng hạn, một trong những ma thuật nguy hiểm của các Dragon Lord là ma thuật cổ đại hay còn gọi là Wild Magic. Các player không có nhiều thông tin về loại ma thuật này nên đối với họ nó rất bí ẩn. Khác với trong game Yggdrasil tại tân thế giới, sự tồn tại của loại ma thuật này có thể xem là sự bất công rất lớn. Chẳng hạn ma thuật càng mạnh thì thời gian hồi chiêu càng lâu, nhưng ma thuật cổ đại thì khác. Ví dụ ma pháp hơi thở phá hủy linh hồn của Kyr Elim có sức mạnh ngang ngửa với vật phẩm thế giới thường Longinus. Đây là một trong những phép thuật mạnh nhất và tàn bạo nhất, chỉ có 5 ma thuật cổ đại được sánh với nó. Hơi thở phá hủy linh hồn sẽ phá hủy linh hồn của bất cứ thứ gì nó chạm vào, không ai hoặc cái nào có thể tránh khỏi sức mạnh của nó, trừ những người có sự bảo vệ của vật phẩm thế giới. Sau khi bị ma pháp này hủy linh hồn, đối tượng sẽ không thể hồi sinh bằng bất cứ phương pháp bình thường nào. Điểm đáng sợ nhất của hơi thở phá hủy linh hồn là thời gian hồi chiêu gần như không đáng kể. Kyr Elim đã ra liên tiếp 2 đòn trong thời gian ngắn khi chiến đấu với Ains trong phần ngoại truyện, công chúa ma cà rồng của vương quốc bị lãng quên. Tuy nhiên, vì ma thuật này không sử dụng mana mà lại sử dụng rất nhiều linh hồn, nên Kyr Elim chỉ có thể sử dụng nó nhiều nhất là 3 lần trước khi các linh hồn được lưu trữ hoàn toàn cạn kiệt. Và tất cả những điểm mạnh và bất ngờ của hơi thở phá hủy linh hồn sẽ xuất hiện trong sách Thần Chú Vô Danh ngay khi Kyr Elim tạo ra nó lần đầu tiên. Nếu có quyển sách trong tay, chủ nhân của nó hoàn toàn có thể đề phòng cũng như nghĩ ra phương pháp đối phó với ma pháp đáng sợ này. Đó là lý do loài rồng vẫn bị Bát Dục Vương dồn vào bờ vực tuyệt chủng dù có rất nhiều ma pháp mạnh mẽ. Sau khi thống trị thế giới, luật lệ Bát Dục Vương đưa ra lại có lợi ích đáng ngạc nhiên cho nhân loại. 8 vị vua này đối xử với con người khá tốt, trong khi các bán nhân loại và dị hình bị săn đuổi giáo giết. Họ cung cấp cho nhân loại cơ hội để phát triển một cách vô điều kiện. Mặc dù thành công trong nhiệm vụ thống trị thế giới, nhưng lòng tham của các Bát Dục Vương đã khiến họ chống lại nhau và cái kết là thành viên lần lượt bỏ mạng. Người ta nói Bát Dục Vương đã sống đúng với danh hiệu mà cư dân tân thế giới ban tặng. Họ là kiểu người thường tranh đấu vì dục vọng của bản thân và cuối cùng phải bỏ mạng. Tính ra thì thời gian đứng đầu thế giới của Bát Dục Vương khá ngắn ngủi. Tôi đoán chắc do không có ai đủ đầu óc lập ra kế hoạch 10.000 năm như là Ains. Ngày nay, hầu hết những thứ Bát Dục Vương xây dựng đã bị phá hủy, trừ những tàn tích cổ xưa từng tạo nên nền văn minh của họ. Trong đó có lâu đài nổi Eriu Antiu. Eriu Antiu là thủ đô của đất nước được xây dựng bởi Bát Dục Vương khi họ chinh phục được tân thế giới. Flood of Paradise xác nhận, thành phố này vẫn nguyên vẹn. Ông nhận ra nhiều người được trang bị các vật phẩm ma thuật để bảo vệ Eriu Antiu. Sau sự sụp đổ của Bát Dục Vương, Chúa Tể Rồng Bạch Kim đã về lại căn cứ cũ của họ và nhận nhiệm vụ canh gác các vật phẩm ma thuật của Bát Dục Vương để đảm bảo không ai sử dụng chúng sai mục đích. Tuy nhiên, Chúa Tể Rồng Bạch Kim đã cho phép các thành viên của 13 anh hùng lấy một số vật phẩm trong trận chiến chống lại các ác thần. Chúa Tể Rồng Bạch Kim đã tiết lộ cho người bạn của mình là Rigrid Burst Carol rằng những người chưa từng tham gia vào cuộc chiến với Bát Dục Vương 500 năm trước là Chúa Tể Rồng Ánh Sáng, Chúa Tể Rồng Bầu Trời và Chúa Tể Rồng Bóng Tối. Cuối cùng, Chúa Tể Rồng Bạch Kim đưa ra một yêu cầu với Rigrid rằng anh ta muốn cô thu thập thông tin về các vật phẩm ma thuật có thể sánh ngang với vũ khí Guild của Bát Dục Vương. Anh em có thể thấy, các player như Lục Đại Thần và Bát Dục Vương chính là những người định hình lại tân thế giới. Dù xấu hay tốt thì không thể phủ nhận, họ đã giúp con người thoát khỏi cảnh diệt chủng. Ngoài hai nhóm player nổi tiếng này cũng như Esogo và hai trong số 13 anh hùng, có thể vẫn còn những player khác, như vì thích sự yên bình mà đã sống một đời bình lặng. Cũng có thể có những player đang ẩn thân ở một nơi nào đó để quan sát thế giới. Chúng ta chưa thể biết hết về các player trong thế giới của Overlord. Đó cũng là một trong những điểm hấp dẫn của tác phẩm này. Tôi rất trông chờ xem tác giả có để Ains gặp các player khác hay không. Còn anh em thì sao? Nhớ để lại ý kiến bên dưới phần bình luận để chúng ta cùng nhau thảo luận nhé. Nói đến đây thì thời lượng phát sóng của video cũng đã hết. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video này đến cuối. Nếu anh em muốn nhân vật nào lên sóng ở các video tiếp theo thì hãy bình luận để tôi chuyển liền nhé. Giờ thì xin chào, thân ái và quyết thắng.